Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. La 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 la, hôm nay vô bắt ta. Woo! Trời ơi, hôm nay cái ngày đó mà hên ơi là hên luôn, đào đâu thấy kim cương chỗ đó, trời ơi quá trời kim cương luôn nè, giàu to. Trời ơi kiểu này ha, mình sẽ mua KFC nè, mình sẽ mua áo quần là cho mình đi mua sắm thoải mái không sợ gì hết trơn luôn. Rồi bây giờ lấy lại kim cương nè, bỏ vô rương nè, nè thấy chưa, rồi an toàn nha. Thôi bây giờ lên phòng rồi là ngủ giấc đi, đã mệt dễ sợ luôn à. Trời đất ơi, tự nhiên đang ngủ cảm giác lo lo sao vậy ta? Cảm giác như kiểu chuẩn bị mất kim cương hay cái gì nè. Thôi bây giờ mình sẽ xuống mình lấy kim cương mình ôm cho nó an toàn. Đó, trời ơi, quá trời thông minh luôn. Ủa, Phong Cận, ông làm gì mà ông cầm đưa kim cương của tôi vậy? Quay này mình đem qua mình tặng cho Sam. Sam ăn xong thì Sam sẽ thấy rằng mình là một người con trai quan tâm, biết chăm sóc cho bạn gái. Lúc đó Sammy sẽ rất là gọi là thương mình luôn á bạn. Trời ơi, nấu cái nồi cà ri. Nhưng mà khoan từ, sao mà mình thấy cái có gì đó hơi thiếu hay sao á? Từ, ở đây có thịt này nè, có rau rồi nè, có khoai tây, có nước mắm rồi nè. Mà sao mình thấy cái nồi cà ri của mình nó vẫn còn thiếu cái gì á mấy bạn ơi? Để suy nghĩ cái gì vậy ta, thiếu gì ta? À, đúng rồi, thiếu cà rốt. Trời ơi, cà ri mà không có cà rốt là sai rồi, mình phải đi mua mới được. Từ, không biết nhà mình còn kim cương không ta? À đây, có 3 viên kim cương nè. Đúng rồi, phải đem kim cương đi mua cà rốt thôi. Ok, đi thôi. Ê! Ủa gì vậy? Sao mày dám làm như thế hả? Ủa làm cái gì? Ủa mọi người ơi, hôm nay em nấu cà ri là sai hả hay gì mà sao mọi người tức giận như vậy? Ê, anh em đâu? Ê, cái gì? Ê, mọi người làm gì vậy? Trời ơi, sao tự nhiên mọi người quýnh em bầm mắt xịt máu cam luôn vậy? Em có làm cái gì đâu mọi người. Em còn bảo em không làm gì nữa, em thấy chuyện như vậy em làm như thế mà là bình thường rồi hay sao mà em còn thấy mình không có vấn đề gì hả? Ủa, em có làm gì chị đâu, chị Mui, bà sao tự nhiên chị Mui quýnh em hả? Thôi được rồi, em không nhận thì để chị nói cho em nghe lại là em biến thành củ cà rốt, sau đó em quýnh chị gọi là bầm dập luôn, em gọi là giờ em quýnh chị không còn kém xa nào luôn á chị. Ủa, làm gì có trời, tính ra sáng giờ em ở nhà em chỉ tính là ra ngoài mua cà rốt thôi chứ em có biến thành củ cà rốt hồi nào đâu, sao chị nói vậy? Ủa còn Sam tự nhiên sao Sam quýnh tôi? Ủa Sam không thương tôi nữa hả? Vậy mà không thương không? Ông mới là không thương tôi, có rõ ràng tôi bỏ kim cương tôi dùng rồi là công tôi đi đào kim cương này nào tôi bỏ trong rương, lỡ lòng nào mà là ông dám lấy kim cương của tôi, ông đem đi hết trơn.
đâu. Cái này kim cương của Phong, Phong tiết kiệm, Phong tính mua đồ ăn mà, chứ phải là Phong lấy của Sam đâu. Ủa rồi còn dịch, dịch sao? Tự nhiên anh là trưởng team mà anh tự nhiên anh hùa theo mọi người, anh quýnh em là sao? Còn cái nữa anh, sáng nay anh vừa mới ngủ dậy, anh bước chân ra ngoài đường cái anh mới hát câu mơ tùng cửa xa đó là anh mặt trời cái, em biết không? Em cầm nguyên khẩu pháo em bắn nát cái nhà anh luôn rồi, em không coi trưởng team ra cái gì hết. Ủa? Cái gì mà không coi trưởng team ra gì hết? Ủa nè, em nói anh kìa. Hồi sáng giờ em ở nhà em nấu ăn, chứ em có ra ngoài đâu mà anh nấu như vậy. Tự nhiên giờ qua nhà người ta, ba người qua nhà quýnh tôi bầm mắt xịt máu cam luôn các bạn ơi. Bạn fan có thấy là tội nghiệp cho tôi không? Oan ức quá, oan ức quá. Cái này không tội nghiệp chút nào hết nha. Đây là cái tội dám làm không dám nhận nha. Có làm đâu đó. Nhận có làm đâu. Em bây giờ chị ngồi đây mà khóc. Trời ơi. Anh thấy em sáng nay nha, cả cái làng này mọi người nói coi, ngoài cái đầu săn này không phải Phong Cận thì là ai? Đúng rồi. Ơi mọi người ơi, em mới vừa thấy Phong Cận SE từ ở ngoài cửa chạy ra kìa. Ủa đâu? Không thấy đâu. Em biết rồi mọi người ơi, chắc chắn là Phong Cận SE buổi sáng nay đã hóa trang thành em để giả mạo em, sau đó qua quậy phá mọi người á, chứ không phải em đâu, mọi người tin em đi. Trời ơi, nghĩ sao vậy, ăn cắp ăn cướp rồi bây giờ bị đặt đổ lỗi cho người ta đó hả? Trời ơi, không học cái tính đó đâu ra vậy? Không có, không có đâu. Trời, chẳng lẽ Sam không tin Phong không có lấy kim cương của Sam? Trời ơi, thiệt mà. Thiệt. Mình nghĩ là bây giờ á, muốn điều tra thì mọi người cùng phải hợp sức với nhau. Lần này tạm tin Phong Cận á, bây giờ chúng ta cùng ra ngoài kia đi tìm kiếm xem sự thật là gì đi mọi người. Ê. Ok tạm đi đó. Ơi trời ơi, mọi người ơi, tức quá mà. Tôi không ngờ là Phong Cận SE lại giả mạo tôi, sau đó đến quậy phá mọi người rồi, để cho mọi người đánh mình giờ bầm mắt xịt máu cam luôn. Cay thiệt sự. Bây giờ mình sẽ phải tìm một cái cách gì đó để tiêu diệt cái tên Phong Cận SE này mới được. Mọi người đi theo em, đi kiếm Phong Cận SE nhanh lên. Chỗ này là chỗ nào vậy ta? Mấy bạn ơi, hồi nãy đến giờ mình với lại Dịch với lại Sam với lại Ca Mui đã đi vòng vòng ở trong làng Hero Team, thì bỗng nhiên bọn mình phát hiện ở trong đây nó có một cái hang động rất là kỳ lạ luôn bạn ơi. Và chắc chắn một điều rằng là đây không phải là hang động do Hero Team bọn mình xây ra rồi, thì chỉ có thể là hang động của Phong Cận SE thôi. Mình phải đi vô mình xem thử mới được. Trời ơi bạn coi nè, bạn tay chỗ này nè, có cái xe bẫy cái kiểu luôn. Nó lạ lắm luôn á, chưa bao giờ mình thấy cái hang này luôn á. Đúng rồi, chưa bao giờ em thấy cái hang như thế này luôn á. Nhìn nó rất là kỳ lạ, chắc chắn là nó có bẫy rồi Dịch ạ. Mà nó có nguy hiểm quá không mọi người, phía dưới là lava. Đúng rồi đó. Thì tất nhiên rồi, đây là cái căn hầm bí mật của Phong Cận SE thì nó phải có lava chứ sao. Ê, bây giờ là chúng ta sẽ chọn cái người sân phong đầu tiên gọi là vượt qua cái bẫy này đi. Mà tất nhiên rồi, trưởng team phải làm mẫu chứ. Xuống đi anh. Trời ơi, Dịch ơi. Thôi trời ơi, Dịch gà quá. Dịch coi em nè, bây giờ em làm mẫu cho coi nè nha. Một lần duy nhất thôi nha Dịch, coi nè. Một lần duy nhất, xuống đây để coi, let's go. Trời ơi, anh đánh anh. Cái gì vậy? Trời ơi, cái đồ xấu tính luôn kìa mấy bạn ơi. Bạn nhìn thấy không, trưởng team mà xấu tính vậy các bạn. Nhảy qua nè. Mấy bạn ơi, chỗ này nó có đánh dấu cho mình nè. Mấy cái cục mà nó có màu đen đen thế này các bạn là có thể đứng lên được. Ok. Từ từ nha. Đừng có tranh giành nhau. Trời ơi, gì mà tranh giành đấu đá vậy? Bà nhảy qua bà đụng cái bông đinh rồi bà vô cái mình đã được cái luôn. Không hề nghe bạn. Ca Mui dạo này ăn nhiều cũng mập tốn chỗ quá Nguyên. Ok rồi, tiếp nè. Ok, từ từ để xíu. Sam ơi, coi Phong nè. Hi, rồi qua nè. Hi. Rồi ok. Hi, rồi qua nè. Qua nè. Hi. Cố lên anh. Cố lên anh. Hay quá. Dễ luôn. Còn Mui, còn Mui ơi. Còn Mui thôi mọi người. Cố lên Mui. Mui. Nhảy. Hay quá. Rồi ok rồi, qua luôn. Mui. Rồi ok. Lên đây mọi người ơi, lên đây. Tiếp theo là gì đây? Trời ơi. Một đống laser luôn. Trời ơi trời, cái chỗ này là mà dính vô laser cái thôi là đứt làm đôi luôn các bạn. Nhảy qua nè. Hi. Ok rồi. Nhảy cẩn thận nha Phong. Ok ok mọi người đi qua đây. Phong nhảy hơi sai sao? Sai gì ở bên này rộng hơn nè. Bên này nè. Ủa khoan từ từ vậy đây. Sao bên này dễ quá vậy? Cái gì vậy sao? Rồi đó, đang nhảy ra thì nhảy bên kia kìa, Phong nhảy sai rồi. Sai chỗ nào trời?
đây nè. Ở bên này dễ hơn, mình đi bộ qua cái sông nè. Trời ơi, mấy người làm gì khó vậy? Đừng nè. Nói, đừng nói Phong ơi, đừng có nói để cho Tham Sam nhảy. Ủa cái gì kỳ vậy? Dịch kỳ gì ta? Ca mui chị em cái kiểu gì mà chơi kỳ vậy? Không, như thế mới có thử thách, mới có các thứ gọi là challenge em hiểu không? Rồi ok, trời. Tính ra Dịch cũng tự làm khó bản thân nè. Bên kia có cái đường qua dễ ẹt rồi không? Chết queo luôn. Trời ơi là trời. Còn Sam đâu? Sao đâu? Nè đang qua nè, trời ơi, bắt cua đồ này hay nọ chứ. Sao mình bây giờ mình đừng làm cuộc sống nó đã mệt mỏi, mình đừng tự làm khó dễ bản thân được không? Ui. Ok. Hey. Rồi ui. Mình thử thách mình nhảy theo mọi người luôn bạn ơi. Tính ra cái chỗ này dễ lắm luôn. Trời, nhảy qua có một cái một nè. Đó thấy không? Đó trời ơi. Qua cái một luôn. Rồi, mui qua đây. Trời ơi, dễ ạ luôn á. Tính ra chị không cần nhảy nha em, chị đi vòng đường này xong nè. Trời ơi, có chút xíu vậy thôi. Trời ơi. Trời ơi mọi người ơi, là mọi người sao mọi người té hoài vậy? Tính ra chỗ này lại tiếp tục là một cái hố lava với lại những cái block xuất hiện không, đó không hả bạn? Em không để ý hả? Em nhìn lên trên kìa toàn kim cương không á. Trời ơi giờ em mới để ý nè. Wow! Kim cương. Trời ơi bạn ơi, mình hơi bị thích kim cương nhưng mà bây giờ mình không có nên gọi lấy kim cương lúc nãy bạn ạ. Mình nên vượt qua đây để tiêu diệt không cần ấy trước. Hay ok. Cái gì vậy? Ok. Rồi tới lượt em nè. Trời ơi sao ơi sao bé rồi. Huy ok qua được rồi nè. Hay không ghê vậy hả? Rồi đây đó xong. Rồi ok rồi. Ui ơi đây bên này ui trời ơi cái chỗ này mình mình phải đi đường vòng 10 điểm luôn. Huy ok à leo lên cái block này hả em không biết. Đúng rồi ok rồi qua được rồi nè. Con mèo lên đi sao. Cố lên mọi người ơi, chúng ta sẽ lên đây rồi. Rồi ok. Đâu, dạ. Rồi tiếp theo là gì đây? À là nhảy qua bên đó hả? Ok để em thử. Hey. Ok rồi qua được rồi nè. Ok tiếp theo nhảy qua đây. Hey. À, trời em nhảy lố luôn. Ơ nhưng mà không sao em xuống được rồi nè. Ủa mà mình không lên được. Để thôi mình nhảy xuống là ba tiếp theo. Trời ơi khổ ghê luôn á. Cái gì vậy Dịch? Hey. Qua bên đây trước nè. Anh nhìn okay. Em nè qua đây trước nè. Sau đó trời nhảy qua đây. Trời ơi hỏi chị em phá nào. Ghê quá. Coi bọn tôi nè. Ủa chứ sao? Này coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi 10 giây cũng hey. Qua. Đó trời ơi dễ ạ. Anh em đâu khó. Mình nhường thôi. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ nhảy qua đây trước. Nhìn thấy rồi. Mình sẽ nhảy qua đây trước. Ok sẽ xuất hiện rồi mình sẽ nhảy qua đây. Ok. Ở đây là Mui kìa. Có lên Mui ơi. Mui ơi chạy qua một phát như em luôn. Chị em mình mãi lên. Trời ơi. Bên này mới khó nè mọi người. Nguyên cái đường dài luôn nè. Bên này mới khó nè. Ui. Trời ơi. Rồi sao. Ok. Cố lên mọi người. Cố lên. Bọn mình sắp qua được rồi. Cố lên. Trời ơi. Tính ra Dịch á. Dịch ơi em nói anh nghe nè. Anh là trưởng team của gọi là một cái team chuyên về game Minecraft. Mà Dịch còn chơi game thua các con gái luôn Dịch. Gì kỳ vậy anh? Nghe nghe nhục của anh. Ôi trời, ok rồi, bây giờ sao? Bên kia nhảy bóng bên trái nha. Nhảy bóng bên trái nha. Ok, ôi trời. Tính là chị em bà rồ quá ta. Chị em phải theo. Ok. Chơi chơi. Ok. Quá mệt mỏi mọi người ạ. Ok rồi em qua được rồi nè. Tính ra người ta nói là nướp thì lại tự ai. Cái gì? Người ta vừa rồi người ta nhường anh em rồi nhường chị em. Ui, đó. Okay. Có cái buồn à. Tự ái. Ok rồi đây bên này mình thấy một cái có một lóc rồi. Nè mọi người. Ôi bên kia gần đây nè. Hey. Ok. Tôi có đẩy đâu, bà tự nhảy qua, tôi đẩy bà nào. Ok qua rồi, mọi người qua đi. Rồi, đúng rồi. Đi đâu? Thử đi mẹ. Mọi người tôi cho mọi người nhảy trước tôi đỡ gọi là vướng hiểu không? Trời ơi, Dịch cứ nói nhường mà suốt ngày bị té. Đó, ok rồi. Rồi anh nhường anh em với mọi người cứ chủ quan nhỉ. Okay. Vậy luôn hả? Ok rồi, tiếp theo là gì đây? Cái cửa này hơi nguy hiểm nha. Có một cái cửa. Oh my god. Sao lại có cửa ở đây vậy? Mọi người ơi, mình nghĩ là phong trận EXE thì cũng phải giàu giống phong trận chứ sao cửa trong nghèo vậy? Trời anh ơi. Nó người ta thích cửa gì kệ người ta đi. Nè em nè Dịch em nói anh nghe nè, anh kêu nó nghèo đúng không? Anh nhìn đi, cái hang động của nó một đống kim cương nè anh. Nghèo chỗ nào anh? Nghèo chỗ nào? Nó còn giàu hơn một mình nữa. Nghèo với nó em cũng thích với nó anh ơi, trời em okay. Nghèo rồi. Ủa cái gì đây? Wow. Nguyên một đường sao. Trời ơi nguyên một cầu thang to đùng luôn. Lên nhanh nhanh mọi người. Không. Anh thấy thằng phong cận EG nó đúng mạnh luôn. Tự dưng nó cho cái lối mà đi sâu vào lòng đất thông biệt lại leo lên chi chạy. Không biết nữa, mình cứ lên đi.
Tại vì nó là phong cận ấy anh, đơn giản vậy thôi. Nó là phong cận ấy nó rất khó hiểu anh, hiểu không? Ui, cái gì đây? Oh my god. Wow. Tôi không biết là như nào nhưng mà một cái biệt thự to này thì đúng là biệt thự của phong cận ấy em. Giàu quá trời. Đúng giàu luôn á bạn. Ủa mà khoan từ, cái này đâu phải tượng của phong cận ấy đâu. Cái này là, ủa cái này là có hất kỳ mà. Ủa? Ủa gì kỳ vậy? Dạ lộn, cái rồi lộn nhà là phong cận ấy vậy? Rồi lộn nhà rồi chị ơi, chết rồi, rồi sao bắt cửa vô lộn nhà người ta. Ủa sao sao mình đi từ sáng đến giờ xong cuối cùng mình lộn nhà ta, từ từ để mình vô. Thôi nói chung mình cứ vô mình xem thử mọi người, biết đâu cái này hay nó giúp ích trời được mình. Ôi trời ơi, để vô xem thử coi cái tà lâu đài này là của ai mà tại sao nó to dữ vậy ta. Để vô xem thử nha bạn nha. Ui. Ui gì? Ui. Oh my god. Wow, một con hất ghi được làm từ đá củi á bạn ơi. Trời ơi, nhìn nó ngầu dễ sợ luôn á. Em có gì đó sai sai mọi người, lúc nào mình đến phong cảnh ác em à. Ừ ha. Ôi tụi nhỏ kia, cái người là ai? Tại sao lại đến đây? Ê, xin tự giới thiệu, tên chị là Simmy. Nhầm, quên nhiệm xin tự giới thiệu, tên tôi là Phong Cận TV. Bên này là anh Dịch, bên này là Camui, còn bên đây chính là Sammy. Còn ông là ai? Ta chính là Hất Ghi Lòng Đất, người cai quản vùng đất này. Tại sao các ngươi lại dám đến đây? Ồ, Hất Ghi Lòng Đất sao? Wow, nghe cái tên ngầu dễ sợ luôn á. Ôi, vậy có nghĩa là ông là cái người cai quản ở bên dưới lòng đất hả? Đúng vậy, ta là người cai quản vùng đất này. Wow. Ê, mọi người, tôi mới nghĩ ra một ý này rất là hay luôn nè mọi người. Hay là bây giờ á, bọn mình á, góp lại bốn người bọn mình cũng không thể nào tiêu diệt được phong cận SE. Vậy tại sao mình không nhờ cái con Hất Ghi Lòng Đất này nó giúp bọn mình tiêu diệt phong cận SE? Mọi người thấy sao? Được không? Đây người ta gọi là mình sẽ tận dụng sức mạnh của Hất Ghi Lòng Đất, sau đó thì mình sẽ tiêu được diệt được phong cận ấy kìa. Vậy là đội chúng ta sẽ có 5 anh em siêu nhân. Đúng rồi. Phong từ từ xí xí của ai tự nhưng bây giờ ông nhờ cái là ông có cho không nghĩ xem mình đã đột nhập nhà ông rồi sao bây giờ nhờ được. Thì để từ từ để tôi hỏi ổng nè. Hất Ghi Lòng Đất ơi, tôi nói ông nghe nè. Hiện tại á bọn tôi tới đây là bởi vì bọn tôi muốn có một cái nhiệm vụ, muốn nhờ ông, không biết ông có thể giúp bọn tôi được không? Cái người nghĩ nhờ ta là dễ chắc. Xem thường sức mạnh của ta quá rồi đấy. Xem đây. Oh my god, trời ơi. Đúng là Hất Ghi Lòng Đất siêu mạnh luôn bạn ơi. Ông chọi ra cái cục đất to ơi là to luôn kìa. Trời ơi, lúng đất luôn rồi. Cái này mà vào mình là xong rồi á. Là mình ôi ơi đó. Cũng may là hồi nãy em né kịp, không thôi là em bẹp lép như con tép tôi rồi đó. Hất Ghi Lòng Đất ơi, ông có thể cho tôi xem lại sức mạnh hồi nãy của ông được không? Được rồi, nhìn đây. Trời ơi, mạnh dễ sợ luôn á trời. Thôi được rồi. Bây giờ á, Hất Ghi Lòng Đất, bây giờ ông hãy ra điều kiện đi. Bất cứ điều kiện gì bọn tôi cũng đồng ý hết á. Miễn là ông giúp bọn tôi tiêu diệt phong cận SE là được. Ông cứ nói. Rồi đó. Có một điều kiện cực kỳ khó, bắt buộc các ngươi phải làm được. Đó là cái gì? Điều kiện cực kỳ khó. Chết rồi Sam ơi. Bây giờ cái ông này á, ổng là Hất Ghi Lòng Đất mà nhà của ổng giàu như thế này nè, mà ổng còn ra điều kiện cực kỳ khó nữa thì chắc chắn nhiệm vụ của ổng phải là kiểu như là cho ổng là 100 chiếc xe Lamborghini hay là cho ổng thêm 100 ngôi nhà như thế này nữa. Làm sao mà mình sao bằng được. Trời ơi, lỡ ông bắt tôi bên vậy làm ô xin là chết chắc luôn á. Trời ơi, đó tôi chịu không nổi đâu nha. Trời ơi, không biết điều kiện của ổng là gì đây, chắc khó lắm luôn á mấy bạn ơi, mấy bạn fan ơi, mấy bạn giúp mình với. Ôi, điều kiện của ông là gì? Vậy thì các người hãy lắng cái tai mà nghe ta nói cho rõ đây. Hãy tìm cho ta 100. 100? 100? 100 gì? Để cho ta ăn, ta đói quá, nhanh đi. Từ từ, 100 cái gì? Ông nói lại coi. 100 cục đá. Ủa tôi tưởng là ông yêu cầu tôi là phải cho ông 100 viên kim cương hay là 100 cục vàng chứ 100 cục đá thì dễ mà đào đâu chẳng được. Ủa vậy hả? Vậy để ta thay đổi. Trời ơi, tôi nói thiệt với ông luôn nha. Kiếm mấy cục đá khó dễ sợ, khó lắm luôn á, cho nên là không thể nào kiếm được đâu. Trời, điều kiện khó quá, khó quá mọi người ơi. Khó quá. Ok, được rồi. Vậy thôi, bọn tôi sẽ đi kiếm 100 cục đá sau đem nó đây cho ông nha. Nhanh đi. Ok. Ok. Trời ơi bạn ơi, cứ tưởng điều kiện gì khó lắm, hóa ra chỉ là kiếm 100 cục đá. Trời ơi, tưởng gì khó lắm.
Thôi mừng ghê trời. Ủa vậy tính ra cái ông này ông tưởng là kiếm đá khó lắm, mà ta tính ra mình ra đây mình đào cái là xong nè. Đó, mình đào cái là xong. Đó. Ủa? Làm biết sao? Chắc là ông lười á. Ừ, chắc là ông lười biến nha, cho nên là ông không thèm đi kiếm đá bạn. Ông bắt bọn mình phải đi đào đá cho ổng á. Trời ơi trời. Ok thôi được. Bọn mình sẽ đào 100 cục đá, sau đó bọn mình sẽ nhờ ổng đến để tiêu diệt Phong Cận SE nha các bạn nha. Let's go. Phong Cận SE à. Ủa bay từ ca mui đâu? Ủa ca mui đâu? Ai biết trời, sao không biết rồi, bà đen bà lạc ca đường rồi. Bà đang đi dưới đường, bà kêu là bà đói bụng quá, bà phải về kiếm đồ ăn rồi. Trời ơi, cái gì mà thôi ham ăn dữ vậy trời. Thôi kệ đi, bốn đứa mình là được rồi. Phong Cận SE à, ta nói cho ngươi biết nè, bây giờ á ta đã kiếm được một cái người có đủ sức mạnh để chiến đấu với ngươi rồi. Ngươi từ sáng đến giờ ngươi quậy phá, ngươi đổi thừa cho ta, ta bị mọi người hiểu lầm. Bây giờ hãy cùng xem sức mạnh của ta đây. Ngươi nói cái gì cơ? Có người mạnh hơn ta muốn tiêu diệt ta? Trời ơi, ngươi tưởng dễ lắm hả? Vậy hãy cho ta xem sức mạnh của ngươi xem nào. À, xem thường người khác à? Ta nói cho ngươi biết nha, không phải ta chiến đấu với ngươi đâu. Ngươi nhìn thấy gì đằng sau lưng ta không? Xin giới thiệu với ngươi, đây chính là Husky Lòng Đất, một anh chàng Husky cơ bắp sáu múi cuồn cuộn. Anh ấy rất là mạnh, và hôm nay Husky Lòng Đất sẽ giúp ta tiêu diệt ngươi. Ui, sợ quá, trời, ta sợ quá à. Đâu, cho ta xem sức mạnh của ngươi xem nào. Được, vậy thì hãy xem sức mạnh của Husky Lòng Đất đây. Ê, anh Husky Lòng Đất, anh hãy giúp bọn tôi tiêu diệt hắn đi nào, nhanh lên. Được rồi, cái tên nhóc con kia, hãy xem sức mạnh của ta đây. Cố lên anh. Ôi, wow. Oh my god, chết queo luôn bạn ơi. Trời ơi, kinh khủng quá bạn ơi. Cục đá lăn qua, đùng một cái chết queo thằng Phong Cận SE luôn. Trời ơi, em không ngờ là anh gọi là Husky Lòng Đất mạnh đến vậy luôn anh. Em cảm ơn anh, nhờ anh mà có thể tiêu diệt được Phong Cận SE, lấy lại sự công bằng cho em. Trời ơi mấy bạn ơi, đúng là Husky Lòng Đất mạnh ơi là mạnh luôn. Trời, cục đá cái thôi là Phong Cận SE bay màu luôn bạn ơi. Trời ơi. Nhưng mà ông nhìn nè, Husky này 6 muối, bên kia có muối ở đâu, vẻ nào thua. Trời ơi, đúng là anh Husky 6 muối. Trời ơi trời. Ô mấy bạn ơi, thì mấy bạn thấy Husky Lòng Đất có mạnh hay không thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Và mấy bạn thấy là Phong Cận SE có mạnh hơn gọi là Husky Lòng Đất hay không, hãy nhớ comment cho mình biết luôn nha. Mình nghĩ là sắp tới đây mình sẽ làm một video là Husky Lòng Đất và Phong Cận SE sẽ chiến đấu với nhau để coi ai mạnh hơn. À, chứ trong tập này là Phong Cận, chẳng qua là Phong Cận SE có thể là hắn ta xem thường người khác cho nên hắn ta mới thua thôi, chứ không, vẫn chưa biết được là ai mạnh hơn ai đâu bạn ạ. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Mr. Dịch, Sammy cùng Camui để đăng ký ủng hộ cho tất cả mọi người của thành viên của Hero Team nha các bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt. Anh Husky Lòng Đất ơi, anh chào tạm biệt mọi người cái anh. Tạm biệt các bạn. Anh xin này nhiều kim cương lắm nè. Ôi, gì nhiều kim cương vậy? Cho em với. Trời ơi, nhiều kim cương quá. Trời ơi, đỉnh quá. Cái gì? Trời ơi, anh Husky Lòng Đất muốn tấn công một mình kìa mọi người ơi. Chạy Sam ơi, chạy đi. Trời ơi. Trời ơi, tôi không ngờ anh Husky Lòng Đất là ảnh mình tặng đồ cho ảnh xong giờ ảnh tấn công một mình. Ê cái gì? Cục đá lăn theo mình rồi xong chết chó. Ghê quá. Chạy đi anh ơi. Hello team.